Chào các bạn nhé à, Nay mình làm một cái video sửa một cái TV CRT của hãng Samsung à, TV Sleep 21 inch các bạn ạ Thực ra mình làm cái video này mình biết là sẽ rất ít người xem cái video này bởi vì là cái dòng CRT này nó đã bỏ hết rồi mà nhưng do quê của mình, mình ở vùng quê nên vẫn có rất nhiều người nghèo hoặc những nhà họ vẫn sử dụng những cái dòng TV này. Nên mình họ vẫn đem cho mình và mình sửa. Tất nhiên là mình sửa vẫn sửa CRT này rồi cả tivi mình vừa sửa xong tivi to kia Pala mình cũng vừa sửa xong rồi nó hỏng nguồn thì mình vẫn sửa mà thì cái tivi Samsung Slip đấy cái thời điểm hiện nay ấy, nó bị một cái ban đặc trưng mà trên các nhóm sửa chữa của Facebook mọi người hay nói ấy, đó là bật lên có tiếng nhưng mà không có hình thì con này cũng bị bệnh như vậy tức là đến thời điểm này ấy, là tivi CRT này ấy, là cái đèn hình nó kém nó bị lệch tia dẫn tới là khi bật lên ấy, là máy nó không mở không không mở tín hiệu RGB cho cho phần khuếch đại sắc nên dẫn tới là nó sẽ không có hình mặc dù là các áp đã chạy thì để mà xử lý nó ấy, thì đầu tiên chúng ta phải làm tha, sao để cho mở được hình nên đã sau đó chúng ta sẽ vào service và service của nó để chúng ta sẽ tắt cái chế độ tự động điều chỉnh ánh sáng đi thì là tức là tắt tắt cái AKB đi ấy, thì là chúng ta sẽ nó sẽ luôn duy trì luôn có ảnh luôn mặc dù ảnh xấu hay đẹp thì nó đều có luôn các bạn ạ thì đây mình bật cho mọi người xem này con tivi này ấy, thì mình thực ra ấy, là mình đã xử lý rồi nhưng mình lại tắt cái AKB đi để mình quay video thôi thì khi chúng ta bật lên ấy là nó sẽ có tiếng bình thường nhưng mà nó không có hình hình nó màn hình có đen xì như này thôi mình vừa xử lý rồi nên nó đã lên được như này rồi nhá thì khi khi mà chúng ta gặp một cái tivi mà nó không lên được ấy mà đã có hình à đã có tiếng ấy thì chúng ta cứ cắm chạy cho tầm 10 đến 15 phút cho đèn hình nó nóng lên để xem nó có phát xạ được ra tia nó sẽ phát xạ tốt hơn các bạn nhé sau đó là chúng ta sẽ điều chỉnh cái cái để mình bật đèn flash ăn điều chỉnh cái ấy này cái sáng tối này cái VR dưới của cái cao áp này để chúng ta sẽ làm sao cho nó bật nó lên được màn hình đã sau đó là chúng ta sẽ vào service để chúng ta sẽ À, tắt cái AKB đi thực ra cái này mình đã xử lý nóng lên nên nó chạy rồi nhưng nếu mà để như này nhá mà về nhà khách là để qua đêm bật là nó lại không lên hình đâu các bạn ạ thì để mà tắt được cái AKB để cho tivi nó lên hình luôn đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái điều khiển zin của nó cũng được nhưng mà mình quen dùng cái này rồi bởi vì khi dùng cái này thì mình sẽ điều khiển được cả lên xuống khi điều chỉnh service còn với cái này điều khiển này ấy, thì chúng ta chỉ vào service được thôi nhưng nếu mà chúng ta muốn điều chỉnh nó thì chúng ta phải dùng những cái phím trên bàn phím này. Bởi vì là nó cái điều khiển này nó có 1 2 3 4 5 cái phím này. 5 cái phím trong vòng tròn này này thì nó tương đương với những cái phím ở đây rồi các bạn ạ. Còn thực tế là cái này năm cái phím tròn này của nó thực ra chỉ là cho to nhỏ cái thứ đó thôi, nó không không chung được. Thì để vào service của cái dòng CRT này nhé thì các bạn để ý này. Chúng ta sẽ ấn lần lượt là input, menu, mất tiếng sau đó là power on thì như cái khiển mình dùng này thì mình cũng ấn input này menu này mất tiếng này power on này nó đều như vậy nhé điều khiển đen là điều khiển zin của dòng này thì mình bật cho mọi người đang ở chế độ tắt nhé mình bật này mình sẽ bấm lần lượt như thế đấy input này menu này mất tiếng này power on này và chúng ta sẽ chờ cho nó lên nó sẽ lên và nó sẽ ra được một cái đây các bạn này đây chính là mình đã vào cái menu service của nó này do cái tivi này đời lâu rồi nhưng nếu mà là dòng đời sau clip đời sau ấy, thì có thể là nó sẽ ở chế độ av nó cũng vào được service này thì là chúng ta sẽ không bị nhò nhẹ này đâu nhưng cái dòng này ở chế độ luôn đến mà vào service thì nó luôn ở chế độ bắt kênh nên dẫn tới nó chỉ có cái mũi mũi này và chữ nó không rõ thì để cắt tắt cái akb của nó nhá thì ở chế độ trên cùng luôn nó đang ở trên cùng mà mình à. bây giờ mình sẽ điều khiển bằng tay này cái này nhá lên xuống bình thường này bằng những cái phím này nếu mà chúng ta mà không có cái khiển này ấy, mà chúng ta sử dụng khiển ZIN của nó chúng ta chỉ vào cvt này thôi còn chúng ta lên xuống là các thứ là chúng ta phải dùng những cái phím ở mặt máy này nhá ông mình à, chọn trên cùng luôn ông mình ấn ok này sau đó là mình sẽ ấn phím đi xuống các bạn nhé mình sẽ sang cho nó sang bên kia Nó đang xuống dần đấy Cái AKB đó là chính là cái thứ hai này các bạn này, hiện tại nó đang ở mức 0, tức là mặc định của nhà sản xuất là điều chỉnh ảnh đẹp nhất là ở mức 0 mà chúng ta cần phải chuyển nó sang ở mức 1. Các bạn thấy không? Các bạn thấy ảnh nó đã khác rồi nhá, bởi vì là bao nhiêu năm cái màu cái tia RGB nó đã phát xạ khác nhau rồi mà lên ảnh nó sẽ khác. Nhưng khi chúng ta chuyển sang một như này ấy, thì tivi có uh, Size sai màu đến mấy thì nó bật cái nó có lên luôn nhá. Thực thường ấy, khi mình những cái đèn hình kén là mình sẽ chuyển sang như này. Sau đó là khi có ảnh ấy, là mình sẽ chỉnh cái độ lợi RGB nữa Nó có cái độ lợi này các bạn này RGB này để mình cân chỉnh màu là sao cho đẹp nhất nhé. Hiện tại cái này thì mình cũng bỏ qua mình không ấy nữa Như vậy như thế này ấy, là mình đã xử lý bằng cách là mình tắt cái AKB đi rồi ấy. Thì là TV cứ bật lên cái nào nó sẽ lên ngay nhé Dù là màn hình có tối mò thì nó vẫn có ảnh được cho mình Đây các bạn để ý này sau đó chúng ta sẽ chỉnh cái lúm ở cao áp cho làm làm sao cho ảnh nó đẹp nhất là ok nhá còn cái tivi này nó còn có một cái bệnh nữa mình sẽ xử lý nốt này như này là mình đã xử lý được hình là, là, là nó sẽ lên được rồi này tí nữa mình sẽ chỉnh màu sau thì các bạn để ý này cái mình bật melu nhá cái tivi này nó đang bị uh, méo gối các bạn thấy không nó đang giãn này đang giãn hết cỡ là và chữ vtc8 hiện tại mình đang bắt qua đầu cái đợt số mà mình đang đặt ở VTC, VTV8HD này Thì nó đã mất hết chữ VTV rồi nó chỉ còn số 8 và chữ HD thôi các bạn nhé Tức là nó đang bị giãn Bây giờ mình sẽ xử lý cái lốt cái lỗi giãn này nữa Đây là chế độ uh, uh, Mất hình thì là là khi chúng ta sẽ can thiệp vào trong service là ok rồi Bây giờ mình sẽ xử lý lốt cái bệnh giãn của nó nữa nhé các bạn nhé Mình sẽ dừng video để mình mở cái bo mạch của nó ra để mình uh, mình cho các bạn tham khảo Đây là cái bo mạch của nó sau khi uh, mình tháo nó ra này Thì uh, khi mà nó bị giãn như giãn và méo gối như này ấy, thì mình khẳng định luôn là do do con cái mạch này nó lại có mạch méo gối tức là trên cái, cái miếng nhôm này, này nó có một con sò méo gối thì có thể là con sò méo gối đây nó bị chập nó chập thông uh, ce hoặc là ds với nhau thì dẫn tới là uh, tivi nó giãn hết cỡ ấy nhưng thông thường ấy một số dòng uh, cũng slip của samsung này cái model này model đời trước model này rất tốt luôn nó thiết kế có cái mạch méo gối thì một số sau đời sau thì mày nó đơn giản hơn nó không có con sò méo gối này, này. thì khi bị giãn như thế này ấy, thì có thể là có một con diode của trên cái đường của quần sò dạo, phần dòng ấy là nó bị 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 chết bị bị thông các bạn nhé thì thường là từ chân c của sò này đây là chân c của sò đây là con sò dòng nhé nó sẽ đi tới đây này nó sẽ có một con diode đúng ngược này các bạn nhìn nhé đúng ngược này tiếp theo lại có một con diode đấu ngược nữa lên vị trí này nhé đây là đây là GRD này đây là mát này các bạn này nó sẽ có một diode đấu lên đây nữa rồi đấu lên đây nữa đấy là hai con diode nhá thì thường ấy, một số dòng slip mà mình thấy bị giãn như này ấy. là con diode này này nó bị giò nó dò đo được cả hai chiều nó dò dẫn tới là nó bị giãn mảnh giãn dòng quá cao ấy thì con này mình vừa mới kiểm tra qua thì mình đo thì nó diode không việc gì cả và cả con sò này cũng không chết và mình phát hiện ra nó nó lỗi như này này Mình cũng kiểm tra những con tụ này rồi Thì mình không thấy có con, con tụ nào lỗi cả Con tụ giãn mảnh nhé Thì các bạn để ý này À giãn dòng chứ Các bạn để ý này Cái uh, Đây chính là một chân của uh, Đưa lên cái lái lái dòng nhá Sau đó nó đi qua lái dòng nó đi về đây này Nó đi về đây sau đó nó, nó sẽ đi theo cái đường này Nó đi qua quận lọc quận, À quận l này, Rồi đi qua tụ này Rồi đi qua cái cụm này nó đi tới đây Các bạn nhé rồi tiếp tục nó đi Nó đi tiếp này Một đường ra nó đi sẽ đi như mình vừa nói nhé Đi qua đường này nó đi tới đây này Rồi một tiếp theo ấy Là nó đi qua thẳng con tụ từ đây đi sang đây này Thì nó đi tới đây nhá Nó đi qua cái dây di này các bạn nhé Đi qua cái dây di này nó đi xuống đây Và nó đi qua một quận L nữa này Nó tới đây ấy nó sẽ đi vòng như này Đi vòng này các bạn nhé nó sẽ đi tới đây này các bạn này thì tương đương với con tụ đấy thì tại đây ấy, nó sẽ đi tiếp tục các bạn ạ nó lại đi qua quận L, quận L này nữa này nó tóm lại là cái mạch này mạch ngày xưa nó hơi phức tạp rồi tới đây ấy, nó sẽ đi tới chân C chân D đi con này con móc phép rồi con chân D của con móc phép này thì chờ khi mà có sung điều khiển méo gối tại chân G ấy, nó sẽ mở thông từ đây sang đây về đây chính là GLD các bạn nhé như vậy là nó sẽ có một cái đường ấy, mạch nó ấy, nó đi uh, đi từ điểm này đi qua quận uh, lái dòng đi tới đây rồi đi qua tụ đi qua quận lọc ấy. nó sẽ đi tới chân C uh, chân uh, D của con móc phép này và được con móc phép này mở nó sẽ âm thông từ đây sang đây là về mát thì là hiện tại là cái lái cái dòng của chúng ta đang bị giãn rất to đấy gọi là méo gối giãn to ra ấy. thì như vậy là mình đo đây, mình kiểm tra con này không lỗi và mình phát hiện ra các bạn để ý này tại vị trí này nhá tại vị trí này này các bạn này tại vị trí mình đang chỉ này mình đang uh, cho các bạn xem con tụ này nhé tại vị trí này này nó đi theo cái dây di này nó đi sang đây ấy, nó đi tới đây ấy, nó đây chính là mát nhé GRD của mạch của mạch nhé các bạn nhé thì tương đây một chân của con tụ này là GRD rồi còn một chân ở đây nhé các bạn nhé nó chính là cái đường để đi về chân chân D của móc phép nó đi qua quận lọc này, này nó đi tới đây về nó đi tới chân D của móc phép như vậy là con tụ này nó đang đấu giữa GRD và chân D của móc phép tức là nó đấu giữa hai chân của móc phép với nhau này. chính là dòng chảy từ đây sang đây này, nó đang đấu như thế. Và mình phát hiện ra nó đang bị lổ này thì có khả năng nó đang bị chạm các bạn nhé vì nó chạm thì dẫn tới là nó cho dòng qua thì không khác gì là con con móc phép của phần méo gối nó luôn luôn dẫn bão hòa dẫn tới là chúng ta sẽ thấy là nó bị giãn đấy mình bật led lên đèn led lên cho các bạn xem con tụ đấy nhá các bạn để ý đây con tụ ở đây này nó đang có vị trí lứt rồi các bạn thấy không đây này nó lứt và vào lỗ này đó, có thể nó đang bị chạm nhé như vậy là đôi khi kiểm tra linh kiện qua chúng ta có khi là nhiều dùng võ mắt chúng ta nhìn qua có khó tìm được ra linh kiện lỗi nhé bây giờ mình sẽ thay thử con này mình tìm và mình thay thử con đấy sau đó mình test thử xem nó hết giãn không nhá như vậy là cái tivi này nó bị hai ban mà con tủ chết chập đây các bạn nhé nhìn nó bé nhưng hóa ra nó tận là một micro các bạn ạ nó là một Ufara 63V nha các bạn nhỉ Và mình đo đấy là hai cực của nó là có nội trở luôn Do vậy mà dẫn tới nó giãn mỏng ra đấy Và mình đã thay bằng một con khác này Do mình không có con 63V đấy nên mình đang thay bằng một con 105 450 v các bạn nhé Tức là vẫn là một mi Nhưng điện áp chịu đựng của nó cao hơn rất là nhiều nhé Và các bạn để ý này màn hình nó đã ok rồi này Và mình cũng đã chỉnh qua lại cái Cái màu bởi vì mình thấy cái màu đỏ của nó hơi trội mình chỉnh trong xe uh, vít ấy và các bạn để ý đây cái như vừa nãy đấy chữ uh, VTV V8 ấy, là nó chỉ còn chữ số 8 và sẽ HD thôi nó giãn ra mà giãn cả hai bên mà và mình đã thay con tụ uh, bị lổ đấy bị chập đấy nó lổ nhưng nó bị chập dẫn tới là cái VTC8 nó đã uh, màn nó đã co lại bình thường nhá và nó hết méo gối này các bạn này melu rất đẹp luôn này thẳng tắp luôn các bạn nhé không gì nữa cả như vậy là sửa CRT này hôm nay mình làm là lưu giữ lại cái kỷ niệm thời những năm 2006 2000 uh, Uh, Linh 7 là sửa CRT rất là, là nhiều luôn uh, Mình đã sửa ok hai ban của nó nhé Một ban là bị uh, mất mà mất màn hình là do do AKB đấy. Mình chỉnh cho nên AKB lên uh, về mức 1 để loại bỏ cái chế độ đi là nó ok các bạn nhé Đấy nó đã ok rồi các bạn này Chuyển AV nó đã ok này Thôi cái video của mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Hy vọng qua video vẫn giúp giúp ích được một số các bạn ở vùng sâu vùng xa mà vẫn sửa TV CRT nhiều nhá. Chào các bạn.